Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký, cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 7 triệu token DOT đến từ sáng Sugar DOT. Chương trình để góp này gấu 2 nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click link mô tả dưới video bên tay trái Start Chatbot. Sẽ mất mạng luôn. Rồi sau khi các bạn bấm Start xong bấm cho này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp kênh seller nữa. Checker 1 mình đã làm, mình đã join rồi các bạn. Bạn chỉ kiểm tra thôi các bạn. Tiếp tục follow từ Twitter và retweet post với hashtag này các bạn copy hashtag này các bạn trên tờ Twitter và gửi rồi các bạn like nè, các bạn chỉnh dẫn như tờ viết bởi dưới game nè các bạn dán hashtag vào và tan và người bạn mình vào các bạn, sau đó bạn mới đáp lên. Tiếp tục nhiệm vụ follow Facebook thì không bắt buộc nên các bạn follow luôn nha các bạn. Đây mình đã theo dõi rồi nên mình kiểm tra lại thôi các bạn, dễ dàng không? Rồi các bạn xuống đây các bạn like nè, các bạn chia sẻ công khai luôn các bạn. Sau đó bấm đáp lên, bấm submit detail. Rồi các bạn điền vào username Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn nhập vào setting. Các bạn copy username mình là cộng 301 và số 2. Rồi các bạn điền username mình vào các bạn. Cái chatbot nè. Sau đó thì bạn gỡ đường link profile từ Twitter mình. Thì bạn mở từ Twitter mình ra nè các bạn. Bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chấp liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gọi support. Sau đó các bạn gửi đường link profile Facebook của mình nha các bạn. Thì bạn nhấp vào Facebook. Các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào mũi tên nè. Rồi nhấp vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Rồi các bạn sẽ chấp liên kết nè. Để cho bot. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên Chocolate mình nha các bạn. Bạn sao chép nè. Bạn gửi cho bot nè. Sau đó các bạn xoắn tiếp kênh seller, subscribe kênh YouTube và bấm don nha các bạn. Rồi các bạn submit là một link retweet nè. Thì bạn mở từ Twitter tất cả các bạn ra nè. Rồi các bạn chia sẻ các bài bản đã tự quyết nè các bạn. Sao chép liên kết gọi là cho bot. Sau đó bằng 3 là CZ số cầm mình kiếm được các bạn. Ok mình đã nhận được 7 triệu token mini dot. Ghép link để ghép chia sẻ cho bè và người thân để kiếm token các bạn. Thì chương trình này ghép này nó sẽ end đủ 50k member các bạn. Để phân phối sau, vậy video mình đang kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.